này cắm vào nguồn điện này, còn cái này cắm vào bất cứ một ổ USB nào cũng được. Ổ đây, ổ ở đây này. Đấy, thế là mà có điện. Cái này cắm vào nguồn điện của xe. Thôi. Đây là cái lẫy mình nâng lên này, ngồi xuống thôi. Bỏ chai nước vào đây, đặt tàn thuốc ở đằng sau này.